Dạ vâng, Cao Phong em xin chào các bác và anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát, những người thích tiếng bát và những người yêu giải trầm, có cả bát chung xếp thì mới đủ và vẹn toàn một giải tần âm thanh để các bác nghe nhạc và hát karaoke. Vẫn tiếp theo chương trình những video tép tiếng tép rất là giòn tươi, rất nảy, nghe cực hay để gửi đến các bác và toàn thể anh em. Các bác đang sử dụng những dàn âm thanh từ bình dân đến cao cấp mà nó thiếu tiếng tép, nghe không được hay, hát không được tươi, trong những cái bản nhạc ca nhạc cũng như là hát karaoke nó bị tối, thì các bác và toàn thể anh em chỉ cần ghép một cặp loa tép xịn PT6 được đúc nguyên khối màu gold đồng rất đẹp, được đúc nguyên khối bằng nhôm các bác nhé. Hàng này cực bền, các bác có thể chơi các loại âm ly và các loại cục đẩy từ công suất nhỏ đến công suất lớn. Đấy, kể cả những dòng cục đẩy công suất hơn 1000W một kênh. Nhưng mà các bác yên tâm, độ bền của những cặp loa tép này nó rất là bền, chơi rất lý tưởng. Đó là những cặp loa tép xịn PT6 đúc nguyên khối bằng nhôm các bác nhé, rất là nặng. Một cặp này nó xấp xỉ gần 2kg. Đó, và được thiết kế chân bằng thép không rỉ. Các bác dùng nhiều năm nhưng cái chân này nó vẫn rất là sáng, đẹp. Và cái màu này rất là bền, nó bằng nhôm thì không bao giờ các bác sợ nó hằn. Đấy, mà nó mạ lớp đồng thì nó bảo vệ rất là bền, bền màu. Các bác chơi âm thanh và các bác chơi cả thiết bị. Đấy, các bác chơi đặt trên những cặp loa full, các bác cứ đặt trên nóc những cặp loa full, các loại bass 30, bass 40. Và các bác kết nối thì nó có hai cách kết nối. Các bác có thể kết nối dây trực tiếp xuống âm ly cục đẩy, hai là các bác có thể câu từ loa full. Đấy, câu từ loa full lên loa tép này là chạy song song, chạy cùng với loa full. Và các bác cứ chơi loa full mở công suất bao nhiêu thì loa tép này nó chạy bấy nhiêu, có nghĩa là rất là hay. Nó rất là hay và độ bền cực bền. Đó là những dòng loa tép xịn PT6 mà em đã cung cấp đến các bác và anh em rất là nhiều. Và trong khi gửi hàng, chất hàng gửi hàng cho các bác thì mỗi chiếc này em sẽ hỗ trợ các bác một con tụ. Đấy, con tụ này các bác có thể dùng con tụ này hoặc là các bác có thể bỏ ra. Nhưng mà khi dùng con tụ này thì các bác yên tâm là nó sẽ chống cháy cho cái cặp loa tép này cực kỳ tốt và hiệu quả, nên các bác có thể chơi thoải mái luôn. Đó, còn bác nào mà không muốn thì các bác có thể bỏ ra, nó sẽ chịu đựng và bỏ ra thì nó sẽ đánh to hơn. Đấy, các bác nhé, đánh to hơn nhưng mà nó vẫn không thể cháy được, bởi vì cái dòng này nó thiết kế rất bền, phải nói là cực kỳ lý tưởng. Và báo cáo với các bác là chúng em bán các thiết bị âm thanh và chúng em tiếp xúc và cũng như là trải nghiệm rất nhiều các dòng loa tép trên thị trường, nhưng mà phải nói là nếu chơi gia đình thì không dòng loa tép nào có thể vượt qua được cái chất âm của những dòng loa tép này, và độ bền cũng như vậy. Ở trên thị trường thì có vô vàn các loại loa tép chúng em đã tiếp xúc và cũng trải nghiệm rất là nhiều rồi, nhưng mà đều thua cái dòng này hết. Mà tiếng của dòng này nó thiết kế, các bác hình dung là nó thiết kế bằng hợp kim nhôm mà âm thanh nó cộng hưởng với lại cái hợp kim nhôm này, nó đã, các bác hình dung là nó phát ra tiếng tép nó rất là giòn. Nó giòn nhưng mà nó lại không bị chói, đó, tiếng của nó dày, tức là các bác hình dung là cái con tép mà tươi nó khác với cái con tép mà nó bị ươn. Đấy, nó ví dụ một câu nó vui vui và dễ hiểu như vậy. Cái dòng này nó rất nảy, tiếng cực giòn. Đấy, tiếng giòn và nó đanh và nó rất là hay. Đấy, các bác có thể chơi trong gia đình. Đấy, hoặc là các bác có thể lắp vào những bộ loa kéo. Đấy, hoặc là các bác có thể lắp vào loa vi tính, tức là cứ bất kỳ một cái sản phẩm nào mà nó phát ra tín hiệu âm thanh là các bác có thể kết nối được. Đấy, nó không kén loa, nên các bác chỉ cần lưu ý cho Cao Phong là trong cái dàn âm thanh của các bác, cứ dàn nào mà tiếng tép nó bị tối, nó không được nhiều tép, không được hay thì các bác ghép vào, nó sẽ thêm phần sinh động rất là nhiều. Đấy, chỉ có điều là em cam đoan cái tiếng tép này nó rất là giòn và nó không bị chói và nó bền. Chơi được mọi loại thiết bị từ âm ly công suất nhỏ đến công suất lớn và cục đẩy công suất lớn. Chúng em đã test cả những cục đẩy công suất là mỗi kênh là 1300W một kênh, đánh bộ loa cặp loa full bass 40. Nhưng mà đánh thích thì thôi, chơi rất sướng và nó bền, phải nói là cực bền. Đây là dòng xịt. Đấy, đúc nguyên khối bằng nhôm và chân này là các bác có thể chỉnh được cái độ gục loa này, hoặc là các bác có thể nâng lên, ngẩng lên được. Đây tay em, một tay em đang quay, cầm máy quay. Hiện tại là cái chân này các bác có thể, đây con ốc này, muốn chặt thì có siết con ốc này, và muốn lỏng thì bác nới con ốc này ra, nới bằng tô vít. Đấy, các bác có thể nâng được cái loa lên. Đấy, nên là đây em đứng điện thoại trong để em nới, nhấc cái tay, một tay em giữ, một tay em nhấc, coi nhỉ. Đấy, nhấc lên này. Đó, các bác nhé, các bác có thể chỉnh được cái độ ngẩng gục của cái loa này. Đấy, bình thường thì các bác cứ để như này, tầm như này để hướng âm thanh về phía trước cho các bác chơi.
Nhờ các bác có nhu cầu về những cặp loa Pepsi PT6 hàng đẹp xuất sắc và tiếng chép cực kỳ hay để tăng cường cho mọi dàn âm thanh nghe nhạc cũng như là hát karaoke, thì các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc. Đây em đang test duy nhất có một chiếc này thôi nhé, nhưng tiếng nó lên rất là mạnh và hay. Đấy, duy nhất có mỗi một chiếc này thôi. Đang test một chiếc âm ly 12 sò, mở rất là nhỏ nhưng tiếng chép lên rất là mạnh và hiệu quả, tiếng rất là đanh, không có tiếng loa phun một chút nào luôn. Nhưng các bác phối những loa phun mà nó thêm cái chép này vào thì cực kỳ hay luôn. Đấy, các bác xem video chưa đăng ký kênh thì các bác ủng hộ em một nút đăng ký kênh. Vâng, xin cảm ơn các bác và chúc các bác luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Mến chào các bác và anh em.